Lữ Lan, ngươi có nghe gì không? Ơ kìa, một dáng dấp tiên Nga. Hai tên kia đứng lại, các người là ai? Các người có biết đây là đâu không? Đây là đâu à? Đây là nơi hội ngộ để yêu nhau, nơi gió thổi muôn đời vẫn còn quanh quẩn, gốm phàm nhân và kề cận với tiên nương. Đứng lại, hãy đi mau, không được nói lời thôi. Đùa ngợt nơi đây là tự quỷ cuộc đời, trò tán gái dùng về lố lăng thật chướng mất bẩn tay. Đây là du thuyền chị em ta thương nguyện. Hỡi tiên nữ Diếp Kiều, càng giận dữ lại càng tăng thêm vẻ đẹp đáng yêu. Nàng kia chớ nên xúc phạm đến người mới quen, chưa biết địa vị họ tên. Biết làm gì những kẻ háo sắc ngông nghênh, chỉ biết rằng ta có quyền lực uy nghiêm, các người nhìn trộm như phường vô học. Ta bảo phải lui, nếu không tuân lệnh thì chớ trách ta ác độc. Nàng kia, có biết ta đây đã lấy đầu bao nhiêu tên chúa đất và chúa biển không? Đầu lâu xác chết của chúng chẳng những lấp bằng mắt khô này, mà còn chồng chất cao hơn chiều cao của hai nàng nhập lại. Nhưng hôm nay tuổi đã xế chiều nên ông bắt đầu run sợ. Không, ta muốn nhường lại cho môn đệ của ta Hoàng Hạc Tử Lan. Hả? Tuân lệnh. Bất đắc dĩ ta phải so gương với hạng nữ nhi. Mời nè. Đại công nương, tên nàng tuyệt đẹp. Và nàng kia là công nương Chiêu Trúc Lệ. Phải, chúng ta là con của Chiêu Lãnh Chúa. Rồi đây các ngươi sẽ rơi đầu. Đây, ta trả lại thanh gươm cho nàng Hoàng Hạc Tử Lan. Ta về. Chào nàng đẹp làm sao? Hoàng Hạc Tử Lan. Dạ. Quân sĩ, bắt hai tên kia lại. Hoàng Lan Đài. Kìa Trúc Lệ, sao em không cho chị truyền lệnh bắt hai kẻ ấy? Chị tưởng hai tên kia là người dễ bắt với mấy chục tên quân sao? Phải chi có Tùng Cương Tráng Sĩ. Thôi, chúng ta cùng về đi em. Chị, em còn đợi Tùng Cương Tráng Sĩ mà. Trúc Lệ, em ở đây đợi chờ chàng Tùng Cương của em. Chị về hoàng cung trước một mình. Kìa, chị Lan Đài, chị Lan Đài. Có lẽ chị buồn vì cảm thấy cô đơn khi ta đang mong đợi Tùng Cương Tráng Sĩ. Từng giây đợi từng phút buổi tao phùng, cho nên dầu ở phương nào thật xa, anh cũng vội vã về với gia nhân bên hồ Trúc Lệ. Tùng Cương, thông cảm nỗi gian lao của khách giang hồ, em xin dâng chàng chung rượu quý ở Mộng Hương Cung. Kìa, nàng dâng rượu quý ở Mộng Hương Cung cho một kẻ tầm thường như ta sao? Nhưng chàng đã là hoàng tử của lòng Chiêu Trúc Lệ.
dù trăng dần lên mặt trời dần mọc, thiếu ánh sáng tình trời đất dần tối đen. Hình như qua đêm vì ta thức trắng, rào rực lá cành sao xuyên phấn hương, nhìn ta vào mộng thẹn đỏ sắc màu. Ôi quý giá biết bao được em mời rượu, anh là cánh chim giữa trời phóng dụ, em là cành xanh là tổ ấm giữa ngàn cây. Tuyết Lan đâu? Mang đến cho ta chiếc tỳ bà cầm. Để làm gì? Để sóng nhạc đưa hồn ta lên cao vọi, để đêm nay ta bỗng biến thành tiên. Có mây đón gió mời ta trôi nổi, căng cánh bườm tình vào cõi vô biên. Chiếc đàn năm xưa ấy, thuở hai ta gặp gỡ buổi đầu tiên, anh đã làm sao xuyên hồn em. Nhưng từ lâu rồi anh không nắng phim. Thôi đi, hỡi khách tình có cung đàn quyền diêm, hãy trỗi lên tiếng nhạc tuyệt vời. Đã ru hồn khách phi nhanh trên đồi Vạn Lĩnh. Có lẽ đó là tên quân Tuần Tiểu của Phụ Dương. Có điều gì mà Tuần Cương chẳng được yên tâm. Thôi, mặc họ, chàng hãy đàn cho em nghe, kẻo qua mất dịp tao phùng ngắn ngủi. Tâu công nương, có một cận vệ quân vừa đến đây, truyền lệnh thánh hoàng triệu công nương trở lại hoàng cung. Tuần Cương chàng. Trúc Lệ, em muốn nói với anh lời giả biệt. Không, em hại hùng kinh sợ cảnh chia tay. Vì đã 2 năm rồi, em mỏi mòn nhìn thời gian trôi ngoài rèm. Trúc Lệ, em yên lòng. Nếu chúng ta đã quyết yêu nhau, thì dầu cảnh đời giấu bể, một ngày nào đó mơ ước của chúng ta sẽ thành hình. Một ngày nào là đến bao giờ? Tùng Cương ơi, bao thuở ước mơ mới tự thành, ta cùng nối được cánh chim xanh. Hay như ngưu chất chờ ô thước, bóng lẻ thâm cung dần lạnh lùng. Tâu công nương, trống đầu thành đã điểm canh tư. Canh tư, giờ của ly biệt. Lùi, ta không cho phép ngươi bén mảng đến nơi này. Ta không muốn ai nhắc cho ta nhớ ngày giờ năm tháng. Trúc Lệ, anh cũng biết phút chia tay làm cho em đau đớn. Tình của hai ta sẽ vuông tròn đến suốt kiếp. Thuyền ái ân quyết vượt nguy nan về bến Tao Phùng.
thôi. Em hãy về theo lệnh của phụ vương. Côn Trang, anh sẽ trở lại miền duyên hải xa xôi. Xin giả biệt. Khoan, Tùng Cương. Trúc Lệ, em vẫn còn lưu luyến. Gì? Tùng Cương ơi, em linh cảm rằng sau lần gặp gỡ này, chúng ta không bao giờ còn được gặp lại nhau. Em hoài nghi lòng chung thủy của anh nè. Không, em lo sợ một hoàn cảnh khắc khe cay nghiệt, e phong ba sẽ đổi thay trời đất. Nên Trúc Lệ, đây chiếc vòng nạm ngọc bảo vật của hoàng gia, nó sẽ theo chàng trên bước đường xa, sẽ dẫn lối bươm xưa về giường cũ. Ôi, kỷ vật sáng ngời như tình em trong sáng, dù non mòn biển cạn, Tùng Cương này chỉ biết có Trúc Lệ thôi. Cũng như em chỉ biết một người là tráng sĩ Tùng Cương yêu mến. Số kiếp anh ở chân trời góc biển, nhưng tâm tình đừng trôi dạt ngàn phương. Em hãy cho anh cất bước lên đường, đầu xuân sau anh sẽ đến thăm em. Kìa Tùng Cương, sao chàng quá vội vàng, em luyến tiếc từng phút giây tương ngộ. Trúc Lệ ơi, em có điều chi bày tỏ? Chàng hãy đưa em trở lại hoàng cung để kéo dài thêm giây phút tao phùng. Rồi cũng đến giờ ly biệt. Nếu khổ biệt ly làm tình thêm thâm thiết, thì xin chàng đừng từ chối lời em. Đi, đi với em Tùng Cương. Tuyết Lan, truyền cho trào tử lui thuyền. Lan Đài, anh tưởng không còn gặp được em nữa chứ? Tôi tưởng tướng quân nên gác lại mối tình cũ kỵ ấy đi. Và tôi muốn hỏi, có phải tướng quân vừa kêu một kẻ có cái tên Băng Đình phải không? Đúng như vậy. Nhưng Lan Đài hỏi để làm gì? Công việc ở triều nội chẳng liên quan đến một võ quan ngoài biển ải đâu. Kính chào tướng quân. Kìa Lan Đài, Lan Đài, sao bỗng nhiên nàng có thái độ lạ lùng? À, Kiên Phương, Băng Đình. Có phải Kiên Phương vừa phi ngựa trên đồi Vạn Lĩnh? Đúng thế, tôi vào giả về đây vào hội đầu xuân. À, thế là ngẫu nhiên mà chúng ta lại gặp nhau trong tâm tình của những chàng đại trẻ. Nhưng nơi đây không phải là nơi mà chúng ta có thể hàn huyên. Tôi chỉ muốn khuyên anh hãy mau rời khỏi nơi đây. Kìa, nhưng vừa gặp nhau chưa hỏi được lời nào. Ta hẹn sẽ gặp lại sau ngày ngưng chiến cuộc. Còn bây giờ anh hãy đi mau, kẻo nguy đến tính mạng, vì hình như Lăng Đài đã biết tông tích của anh đó. Hả? Tôi đã bị lộ tông tích à? Phải, anh hãy đi ngay đi, ta sẽ gặp lại sau. Thôi, tôi xin giả biệt anh. Anh đi đi. Khoan, chứ vội đi hoàng tử Diệp Băng Đình. Còn ngài võ tướng có nhiệm vụ bảo vệ biên cương, lại dọn đường cho kẻ địch chạy trốn mà. Quân sĩ dẫn tội nhân về ngục thất. Khoan, quân sĩ, hãy chờ lệnh của ta. Quân sĩ, y lệnh ta. Vâng. Kiến Phương, bạn chứ vì một tình thân mà phạm tội khi quân. Nhưng tôi không đành lòng nhìn bạn phải chịu cảnh lao lung xiềng xích. Việc hy sinh cho nhau chỉ có phút giây này. Tôi không ngờ dũng tướng hiên ngang lại quỷ mị yếu hèn. Lan Đài, nàng chớ ngạo mạn. Tôi xúc động trước một tình bạn thành cao, chứ kẻ này chẳng bao giờ hèn nhát. Khi phải xa cơ lâm cảnh ni xích xiềng, tôi mong nàng chớ xúc phạm Kiên Phương, một kẻ gì bạn thâm giao nên bị hiểu lầm. Tôi cũng mong Lan Đài nên suy nghĩ lại, ổn trí bình tâm thông cảm tình người. Dẫu chúng ta với Băng Đình đang ở thế trận đối đầu, nhưng Băng Đình đến đây không phải với sứ mạng trong ta. Nghĩa là Băng Đình đến đây chỉ vì yêu công nương Trúc Lệ,
mà Trúc Lệ là em ruột của nàng. Nếu nàng khư khư muốn bắt băng đình thì Trúc Lệ nát lòng vì cảnh ngộ trái ngang. Tôi cũng khen ngài vì tình thắm bạn thiết mà cố gắng tìm phương giải cứu cho băng đình, nhưng ngài không thể nào che chở được đâu, mà chính ngài rồi cũng mang khổ lụy vào mình. Chiến Phương, tôi rất cảm thông tâm tình của bạn, nhưng thôi, bạn chớ giáng sinh với làng đài. Nhưng nếu băng đình phải thọ cực hình thì Chiến Phương này đâu có thể ngồi yên. Chiến Phương, bạn đừng lo lắng cho tôi. Quân, dẫn băng đình đi, đây là chiếu lệnh của quân vương. Băng đình, băng đình. Một bảo vật của hoàng gia thế mà lại rơi vào tay kẻ địch. Thôi, chào tướng quân. Lăng đài, tôi phải về gấp để báo tin với vương phủ là đã bắt được hoàng tử Diệp Băng Đình và hoàng đế Diệp Chấn Phong đang ồ ạt tiến quân. Tôi tưởng ngài cũng như tôi đều không có thì giờ để nói chuyện yêu đương. Nếu thế, tôi cũng xin phép được cứu nàng. Khoan, Kiến Phương, đây tôi xin gửi lại ngài kỷ vật của trò đùa giỡn. Vật ông đang tìm kiếm. Thưa công tử, xin công tử. Tướng quân, tôi trả lại tướng quân, nhưng dưới một điều kiện. Công tử, điều kiện gì xin công tử cứ nói đi. Tôi là khách lạ đường xa, đang phiêu lãng tìm một người bạn. Công tử, công tử cứ nói tên, xem tôi có biết người ấy là ai không nè. Người tôi đang tìm là Tùng Cương Tráng Sĩ. Được được, tôi sẽ giúp tráng sĩ việc này. Còn bây giờ thì xin công... Ông hãy nói vật gì đựng bên trong túi và lai lịch của nó. Đó là chiếc ấn ngọc có khắc chữ Dũng Tướng Kiến Phương mà tôi đã được chiêu lãnh chúa ân thưởng sau khi một thân một kiếm phá tan sào huyệt của bọn cướp biển, giải cứu công chúa Lan Đài. Ông đã từ cõi chết trở về mà chiếc ấn ngọc này là vật chứng. Đúng, nó tượng trưng cho sinh mạng của tôi đó. Cho đến giờ này, ông đã hai lần hiến dâng sinh mạng cho người khác. Một lần cho chiêu lãnh chúa, ông được cho chiếc ấn ngọc. Lần thứ hai, chiếc ấn ngọc này bị ném bỏ như một thứ đồ thừa. Ông nghĩ sao? Tôi muốn nhìn lại nó và tự trách mình vì tình yêu lầm lạc. Tôi không muốn nó lăn lóc giữa đường, đợi chờ từng gót chân tống tán của khách bộ hành. Nhưng nó lại rơi vào tay tôi. Vậy có lẽ số của nó không bị chôn vùi với chân lữ khách mà được chôn trong trong lòng tôi. Sao lại chôn trong lòng công tử? Không không, tôi sẽ chôn giùm trong lòng người đẹp để nó trổ hoa. Lại người đẹp? Người đẹp nào? Không phải Chiêu Lan Đài công chúa, nhưng cũng là con của đấng quân áp dương đã để ông lâu lắm âm thầm yêu thương. Người đó đã gọi Kiến Phương trong chim bao đầm thắm và nhớ trộm thương thầm. Cho biết người đó tên chi, phải chăng là Băng Nga công chúa em của Băng Đình? Tôi thường nghe nhắc nhớ nhưng chưa gặp mặt thấy hình. Ông
chọn lựa bóng hình, hay chú lòng chân tình. Cần người yêu dội xa nhanh, hay tìm kẻ giữ gìn kỳ dân yêu đương tròn và sắc son. Trải qua ấm lạnh tình đời, tim tôi đã cháy rồi. Cảm ơn ông thiện cảm ngỏ lời, những tình yêu gắn gượng là ràng buộc nhau trong biển hận. Một nỗi là chiếc ấn ngọc này lại rơi thình lình vào tay tôi. Chắc là trời khiến tôi phải làm công việc cầu thân. Chúng ta không thể cãi mạng trời. Không, trả vật ấy lại đây. Không, trả cho tôi. Trả lại đi mà. Trả lại. Kìa, nàng là... Có phải nàng là Diệp Băng Nga? Không, Diệp Băng Nga là tên của một loài hoa ở chốn thâm nghiêm lặng nghe năm tháng mòn trôi trong chứ đâu phải là chim khuya bướm sáng mây nôi bèo trôi chập chờn đây đó cho mắt trắng thế nhân như bóng quen hình. Tôi là cánh gió lãng du trên hồ ngọc băng đinh mà hương hương khuê cát dương dân tình cờ bay lạc đến người dũng sĩ này rồi cũng sẽ quay về ngự quyền mang theo tâm sự ai kia như góp nắng góp sương từ bốn miền trời đất tưới cho loài hoa lá ngọc cành vàng thân thiết thế nào là phân là hương xa chờ thấy lòng tha thiết yêu đời. Xin cô nương cho biết bí danh, không lẽ tôi lại trao bảo vật cho một người xa lạ để nhờ lo liệu việc trăm năm? Vậy là ông không từ chối người đẹp mà tôi môi giới? Việc đó thì... Nhưng cô nương là ai? Là cánh gió lãng du trên động đình hồ. Tôi không biết cô nương đang dẫn tôi vào mê lộ hay đưa lên thang mây. Thang mây? Tôi muốn ông được tay nối tay nhấc lên cao mại, đừng để vật bố thí trì chân rồi bị vừa chôn khi đất bằng thịnh nộ. Đừng cô nương, đừng Kiều quốc kiều quy hàm, kẻ bãi binh xin đem ngọc ngà châu báu dân công lễ, cầu xin bệ hạ nhiêu dung cho trăm họ được yên. Ta không cần ngọc ngà châu báu. Dạ, xin hiến dân phân nửa đất đai lãnh thổ của Chiêu Bang. Ta không cần đất đai của Chiêu lãnh chúa, mà ta chỉ cần... Bệ hạ cần gì? Ta cần Chiêu Trúc Lệ. Hả? Chiêu Trúc Lệ? Cho duyên dáng vợ, cho tình ly tan. Chiêu Trúc Lệ, con gái của ta. Không, con gái của ta đang tuổi đào thơ. Ta không thể nào trao vào tay một người tuổi đã qua ngũ tuần. Không, không thể được. À, người dám chống lễ ta. Quang dạ. Hiện lên sẵn bằng chiếc quốc thành bình địa. Lệ nguyện hy sinh dân hiến xả thân.
chờ đợi kiếp lai sinh. Đợi đi ơi, xin ngài hãy thương tình ban cho dư phụ được tròn thân danh. Được, ta truyền lệnh bãi binh, đại lễ cử hành, triệu trúc lễ sẽ là Diệp Trấn Phong hoàng hậu. À, chào công chúa. Ồ, Lục Lăng, ta khen ngươi tài giỏi, đã thực hiện việc ta truyền đúng với ý muốn của ta. Dạ, thưa công chúa, được công chúa khen, em mừng quá. Công chúa Trúc Lệ làm sao biết được việc hoàng tử Băng Đình bị đưa ra quan đạo? Cả Tuyết Lan cũng vậy. Dạ, hồi em biểu Tuyết Lan trao vật mà hoàng tử đánh rơi cho công chúa Trúc Lệ. Rồi ngươi nói hết mọi sự cho nó nghe. Dạ không, em chỉ biểu nó thắc mắc mà làm chi, nghe chuyện ai bi báo tình càng nhanh càng hay. Nếu công chúa Trúc Lệ buồn rầu đứt ruột thì an ủi dần dần, như vậy mới trung thành. À, kìa, Kiều Hoa đã đến. Thôi để ta đi xuống bến thuyền. Ta đi à. Kiệt sức, dẫu rằng thái y đã săn sóc tận tình, nhưng chính ta muốn thân xác này máu tàn xuống giữa thâm cung lạnh ở ngoài trời, hiện giờ đâu có lạnh bằng lòng ta từ đô nô. Từ đô chia tay gạt lệ sâu, bước lên xe ngọc biết gì. Tiếng trong đầu thành gửi cho hoàng hậu một nỗi sầu biển xứ. Tỳ nữ, dạ, truyền lệnh ta cho quân đập nát trong kinh. Tuân lệnh. Hoàng hậu đã thấy hài lòng trước lệnh truyền của trẫm chưa? Tâu hoàng thượng, thiếp xin được phép nhắc với thánh quân, lúc canh ba chỉ có thiếp được ở yên đây với thâm cung văn lành. Nhưng trẫm đâu có thể nghỉ yên khi hoàng hậu lâm trọng bệnh. Xin hoàng thượng giữ lời đã hứa. Trẫm đâu nỡ để hoàng hậu phải cô đơn. Nghĩa là... Đừng,
Hoàng hậu chớ vội hiểu lầm. Trẫm không phải có thái độ của loài giả thú. Thế mà hoàng thượng cưới tôi bằng chiến trận gươm đao, bằng một cuộc dây thành, buộc phải hiến nạp giai nhân chiêu trục lệ. Một tuyệt thế giai nhân cũng thốt lên lời chua chát. Nhưng trẫm vẫn có thể tìm trong chua chát ấy vị ngọt của yêu thương. Hoàng thượng cũng yêu thương à? Có phải hoàng hậu muốn nói nguồn rung cảm của ta đã cạn bởi? Không, nó như ngọn đèn khuya sắp tắt lại bừng lên. Hãy nói đúng hơn, nó là một tình yêu mãnh liệt mà ta nuôi dưỡng đã 10 năm. 10 năm? Ta còn nhớ rõ, 10 năm qua, thuở ấy thanh bình, ta được phủ vương nàng mời dự hội đầu xuân. Ta bỗng bàng hoàng khi thấy bóng một cô bé hiện ra sau mảnh trúc. Cô bé ấy là tiện thiếp bà? Đúng, kẻ mà ta bắt gặp trên gương mặt thuở còn thơ, hình ảnh của một tuyệt sắc giai nhân. Nên dầu lúc ấy Phương Khanh hoàng hậu là mẹ của Ban Đình chẳng còn ở trần gian, ta vẫn yên lòng sống cô đơn giữa cung bi thăm thẳm. Để đắp xây thèm thuồng khát vọng? Không, ta đắp xây mộng đẹp của ai tình với hình ảnh của một cô gái thơ ngây. Xin ngài hãy dừng ngay những lời giả dối yêu đương đó. Không, ta chỉ bày tỏ tình yêu. Còn việc nàng có yêu trả lại hay không tùy ở lòng nàng. Thôi, trăng tà nghiêng bóng, sương đêm đã động ước la qua, nàng nên vào yên nghỉ, ta xin giả từ. Tiếp cũng chúc hoàng thượng nghỉ ăn. Ta đến Nghinh Phong Các chăm sóc các thầy y đang nấu thuốc cho nàng. Lạ lùng thay tâm tình của hoàng đế Diệp Chấn Phong, nhưng ta không làm sao quên được bóng hình Tùng Cương tráng sĩ. Kìa, Ban Đình Hồ lặng lẽ, ai đã dựng nên một lầu vọng nguyệt? Tùng Cương, Tùng Cương! Chiêu trúc lệ, chiêu trúc lệ! Tùng Cương, chàng là người thật hay chỉ là bóng ma hiện đến thăm em trong giây phút rồi lui về cõi hư vô? Trúc lệ, em vừa nói gì và tại sao em lại ở Băng Đình Hồ trên một lầu cao ngất ngưỡng? Tùng Cương, chàng chưa hay biết điều gì sao? Mà thôi, đã chưa biết thì chàng cũng đừng nên tìm biết nữa. Trúc lệ, tại sao em có thái độ lạ lùng? Phải rồi, lầu vọng nguyệt kia đã thay em mà nói lên tất cả. Nó nói rằng người ta đã âm mưu đưa tôi đến một miền quán đảo, để rồi khi họ đã là phụ nhân một bậc công tước dương hầu, tôi mới được trở lại đất liền vào một đêm sương tuyết. Rồi một sự tình cờ không hẹn trước, tôi lại gặp nàng nơi tuyệt đỉnh cao sang. Nơi đây vì cuộc sống vàng son, giả tự nàng tôi trở về nối tiếp đời lãng bạc. Khoan, Tùng Cương, đây có phải là kỷ vật mà chàng nhờ tuyết lan trong lại và nói rằng
cánh chim xưa sẽ không còn quay về thăm hồ Trúc Lê. Hội ngộ của nhân để nghe và mấy cung đàn. Trời, kỳ vật! Tùng Cương ơi, có phải chẳng số kiếp đã an bài? Chiếc dòng kỳ vật này làm em tin chàng đã yên giấc trong lòng quan đạo xa xăm. Nên em ơi, em tim đau, bước lên xe qua lìa hồ Trúc Lê. Chứ em đã nguyện đợi chờ chàng cho đến khi muộn sức tàn hơn. Cho các buổi thời gian có vùi thân xác heo, lá rụng qua rơi đưa tiếng linh hồn. Ngày nào bươm đắng say đắm bên đóa hoa tình, bao lâu cách xa nay bướm trở lại nơi này. Dương ngày xưa đó qua thắm nay về tay người thân bướm sầu, giờ đây cánh rù dưa vườn. Em cũng biết chàng đớn đau khi em về tay kẻ khác, nhưng Tùng Cương ơi, nếu chàng xót xa cho mối tình đầu gian dở, hoàng khi nghe tiếng trong cầm cánh. Đêm từng đêm em thờ thần đêm sao thương, rồi hướng về hồ Trúc Lệ năm xưa, mong gặp lại chàng hiện ra trong cõi huyền sương mờ. Tưởng đâu định mệnh đã an bài, em cam lòng với số phận, nào ngờ chàng trở về trong sự thật. Mà kết hợp với một người mái tóc đã pha sương. Trúc Lệ, em vừa mới nói gì? Em nói rằng người ta đã di động căn qua và bắt buộc em phải làm hoàng hậu. Hoàng hậu? Phải, hoàng hậu của hoàng đế Diệp Chấn Phong. Trời, trời ơi, tôi nghe chừng vũ trụ này đang sụp đổ, mặt đất rung rinh, hồng thủy đã nổi lên ngập lụt cả cây rừng đa nuôi. Tôn Cương, thôi hoàng hậu đừng bước tới, hãy đem lễ sầu mà ướt xác mối tình xưa, để nhớ rằng trong quá khứ nên thơ, ta đã có một lần dung cảm đẹp. Tại sao Tuần Cương, tại sao? Tại vì thân xác này chỉ chống nổi một lần bão tố, chớ làm sao gánh được muôn vàn khổ đau, sánh bằng trời cao đất rộng sông dài. Hình hài tôi có thể chịu tàn tật nghi đọa đài, nhưng nếu tái tê tình cảm thì làm sao có thể yêu đương. Tôi không phải là đã tanh gan lì từ chính kiếp, để chịu đôi ngàn lần trần mưa nguồn, mà tôi là con nhện văng tơ bên Trúc Lệ hồ, vập phòng sợ cơn gió trái. You
xấu vào giấc ngủ, làm tổn hại dung nhan. Hãy chuốc men say tìm sự bình yên cho tình cảm, khi tựa hiên lầu ngắm ánh trăng trong. Nhớ làm gì quá khứ khi ta chỉ là cánh chim suốt đời chưa vượt khỏi cuồng phong. Tùng Cương, chàng vẫn còn nghi ngờ em phản bội. Chàng hãy nghe em nói. Đừng, xin hoàng hậu đừng nói, và cũng đừng xưng lại tên em. Tại sao? Đến lượt tôi khuyên hoàng hậu, đã chưa biết thì cũng đừng nên tìm biết. Thôi, hoàng hậu hãy ở yên nơi lầu vọng nguyệt, kẻ này xin trở lại kiếp do xưa. Tùng Cương, Tùng Cương kia, có điều chi mà hoàng hậu hãi hùng kinh sợ? Tên kia quay lại, giết băng đinh. Dạ, con kính lại phụ vương. Hoàng hậu, hoàng hậu. Phụ vương, có lẽ hoàng hậu quá kinh sợ. Tuyệt lan, kêu hoàng hậu vào ăn nghỉ. Băng đình con, có điều chi mà hoàng hậu kinh sợ? Tâu phụ vương, sao bao ngày xa cách con về thăm phụ vương, cô đột ngột bước vào, hoàng hậu làm tưởng con là kẻ gian phi. Vậy mà ta tưởng có điều gì xảy ra. Băng đình, hoàng hậu Trúc Lễ chính là giai nhân mà vương phủ đợi chờ. Đã 10 năm, giờ này mới thỏa nguyện. Băng đình, nghe tin con mất tích, cha rất lo buồn. Hôm nay con về đây thật là may mắn. Tỳ nữ Vân Ngữ Tử, hãy cùng cha uống cạn chén đoàn viên. Uống đi anh. Kìa, trăng vàng lá chả rơi vào ly, vì say đắm tình ta. Kìa, sao con không uống cạn? Tâu phụ vương, chẳng hiểu tại sao khi nhìn chúng rượu, con bỗng nhớ đến đêm nào một giai nhân ở Trúc Lễ Hồ đã dâng cho con chung mỹ tử. Rồi hôm nay mọi sự đều thay đổi, như cốc rượu đầy bỗng chốc lại vơi đi. Con đã nói gì? Cha thấy con như người lạc giữa cung mây. Không, con đang lạc vào một nẻo tâm tình có nhiều u ẩn. Nghĩa là vào một ngày xuân xưa. Con đang trên đường phiêu lạc, bỗng nhiên nghe lòng mình xao xuyến. Con vội phải đích thân để ra đi tìm kiếm. Con xin chịu tội với phụ hoàng đã làm cho cha thấp thỏm lo âu. Không, được gặp con cha hết sức vui mừng. Từ lâu cha cũng có ý muốn cho con thành gia thất. Để con cho cha biết giai nhân ở Trúc Lễ Hồ là ai. Nếu kế mẫu của con cũng nhận thấy xứng đáng, thì cha sẽ vì con mà tác hợp. Nhưng tâu phụ vương, giai nhân ấy chẳng còn trên mặt đất. Hay nếu còn,
người cũng đã quay ngược tâm tình. Ồ, người đẹp đã phụ có mà cất bước theo chồng à? Tại sao con có thể bằng lòng cho số phận? Vì con nghĩ rằng giai nhân chẳng thuộc về ai, người may mắn là người đến trước. Bánh Đình, dạ, con phải xứng đáng là con của dòng họ Diệp. Sĩ ước mơ là phải bảo tồn. Đây, thì thanh gươm con hãy siết mạnh trong tay. Để làm gì đâu phụ vương? Để con chém bay đầu kẻ tình địch. Hả? Hoặc ước mơ như cha đoạt Trúc Lệ giai nhân. Nhưng tâu phụ vương, con không thể giết tình địch của con. Tại sao? Vì kẻ ấy là một thiên thần, ngự trị linh hồn và xác thân này muôn vạn thuở. Nhưng kẻ ấy là ai? Là một kẻ giàu đã biến con thành cát bụi. Con vẫn một niềm kính nể yêu thương, như sói gặp dưới thềm đỡ gót phụ vương, như có là quá thơm muôn đời cảm tạ mùa xuân. Như thu muôn giữa chôn núi rừng, nhớ ơn dòng suối diệu hiền đã cho nguồn nước nghe ngọt ngào, để được sống đời bằng cỏ cây. Bằng Đình, con hài gắng sức, dù cho gian dở một chuyện tình, cũng đừng nên bấn loạn tinh thần, cho thẹn hổ một đời trai. Tâu phụ vương, con muốn xin phụ vương cho con đến một miền quang đạo xa xôi. Chỉ một mình con dưới sông vô mang gần, để nhờ thời gian mà quên lãng mối hận lòng. Khi nào bình tâm, con sẽ trở về với phụ vương và người kế mẫu hiền hòa. Vừa mới gặp con đã mến thương, con trở nên đến nơi xa vắng mịt mù, chiều âm thầm trong cảnh cô đơn. Con về buông thả tâm tình thì càng đau khổ nhiều hơn. Con xin phụ vương hãy thương con mà ban lệnh, mới đoạn viên chưa càng chén tao phình. Cha không muốn đau lòng, uống liền chúng rượu ly bôi. Tâu phụ vương, Bánh Đình, dạ, còn chưa trái lệnh cha. Thái giám đâu? Dạ. Truyền cho quân xây cất một giọng lầu cao, để cho hoàng tử thưởng nguyệt xem qua. Tâu dân, khoan, tâu phụ vương, cha đã quyết định. Phụ vương, phụ. Thôi rồi, thâm cung vắng lặng, còn ai đâu để ta cầu khẩn gian xin. Kỷ vật mi đang thì thầm cùng bụi bặm, hay vẫn còn vô giác vô tri? Hỡi quan hồn tình yêu đổi mồ tháng vàng, hãy trở về nơi vắng bóng nhân gian cho mất tích biệt tâm. Tình trái ngang về dưới hồ sâu tuổi phần, mặt hồ rung động xót xa.
Ta chính là hồ mà hồ cũng là ta. Món vết thương nằm giữa muôn hoa, rên xiết trong lòng cung điện nguy nga. Nước hồ là rượu hoàng gia, để phụ vương mở tiệc. Hay lệ của nàng và ta, giống nguyệt lầu cao vòi, nối liền mặt đất với sông Ngân. Bên kia là mẹ, bờ này là con, sấm sét cuồng phong. Ta cạn nước băng đình hồ. Không, băng đình hồ và giống nguyệt lầu vô tội vô tâm. Xin đừng phiền trách sao chẳng gọi tên con người. Tình đen nghĩa bạc lòng da đáo điên, mà cười tha thứ mà nói khoan dung không trách. Không xin chớ vì mối tình gian dở mà chìm sâu trong ô thâm yên hờn. Biết rằng khí thất vọng chua cay thì ai chẳng đau sầu uất hận. Như kim phương có lần lắng nghe từng mảnh tim rạn vỡ tan nát ngồn đau. Lan đài đã bỏ tôi bơ vơ nơi quán trỏ bến đò ngang, thì băng đình bạn cũng giống như tôi. Giải thoát được sinh xiền đau khổ bằng phương thuốc thời gian. Kiên Phương ơi, nhưng thời gian không thể làm lĩnh vực đối với bệnh tình quá trầm trọng như tôi. Vết thương này nhức nhối đến suốt đời. Thời gian không phải là lĩnh vực. Nếu ngày ngày băng đình vẫn còn chứng kiến cảnh trái ngang, nhưng trời đất rộng, cuộc đời dài, bướm vẫn tìm quá, chim còn mong nắng, cội tùng già vẫn đón sương đêm. Cảnh vật thiên nhiên sẽ làm cho lòng người lòng. Vậy băng đình đừng liễn lưu cửa huyền chật hẹp, cung điện nhỏ nhôi. Nó là ngục tù giam cầm tài sức, là đáy mộ sâu chôn khách anh hùng. Kiến Phương, bạn có lý, nhưng tôi đã cầu khẩn với phụ vương. Tôi biết rồi, nhưng tại sao bạn không cầu xin với hoàng hậu? Nghĩa là được lòng tình yêu của hoàng thượng, hoàng hậu muốn gì mà chẳng được chiều theo. Nhưng bạn hãy can đảm. Kìa, hình như hoàng thượng đã trở ra. Chúc bạn nghỉ yên, tôi lui về tỉnh xá. Không, Kiên Phương, Kiên Phương. Kìa, băng đình, sao con chưa đến Nghinh Phong Các? Tâu phụ vương. Băng đình. Dạ. Cha thấy con đã quá khổ đau vì mối tình gian dở. Ngày xưa con dồi dào sinh lực bao nhiêu, thì bây giờ con heo hắt như cành khô thiếu trận mưa rào. Tâu phụ vương, vì thế nên con muốn xin với phụ vương cho con đến một nơi xa nào đó để lãng quên. Không, con chỉ có thể vơi phiền não khi nào bên con có tình thương của người cha, lòng mến thương của người kế mẫu. Cẩn vệ quân, thắng tuân mã cho ta. Để làm gì, tâu phụ vương? Cha sẽ đích thân đến Đại Giang Sơn tìm cho con phương thuốc an thần. Cha đi đây. Phụ vương, phụ vương. Em xin chia sớt nỗi đau đớn của hoàng huynh. Kìa, băng Nga, em vừa nói gì? Mới đây em vô tình nghe trộm câu chuyện trái ngang của đôi trai tài gái sắc. Cả hai không còn lối thoát, cam chịu khổ đau gặm nhấm đời mình. Như thế nghĩa là?
là em cảm thông tiếng lòng của tráng sĩ Tùng Cương và gia nhân bên hồ Trúc Lệ. Em nên nhớ, nhìn sâu vào nỗi lòng của người khác không phải là một việc làm tốt. Có nghĩa là anh cũng không lấp kín được sự thật. Vậy anh cũng nên nhớ, trọn vẹn tuổi xuân của một công chúa vô tội đã bị héo úa vì cái đạo lý dối mình của anh. Em tàn nhẫn lắm. Em không thương tuổi già của phụ vương sao? Vì thương gia, em vô tình gây ra ngang trái hôm nay, làm cho giọt ngắn giọt dài lệ thầm rơi đắm cung vi, tan tóc lạnh lùng phủ dây. Sao nghịch cảnh này do em gây, cớ chi em hãy giải bài? Chẳng lẽ em hại anh mình để giành quyền kế vị vua cha? Em thấy phụ vương đã hy sinh cho đất nước sang hạ, đã 10 năm cô độc tuổi già, duyên phận sớm chiều giờ. Em có thiện chí chân thành, nhưng sự đời không như ý muốn, cha lại mang đau khổ mới, và ngày Trúc Lệ cũng như anh cùng tan nát tim gan. Em đang hối hận ăn năn. Hoàng huynh, bây giờ anh không biết phải làm sao. Hoàng huynh nên nói thật. Với ai? Với phụ vương. Với phụ vương à? Sự thật đó với tuổi già của cha sẽ không đủ sức đón nhận. Anh muốn sống bằng dối trá để chết chùm nhục nhã, hay muốn sống thơm trong hương khói đời sao? Nhưng có những sự thật không nên nói. Sự thật mà anh đang che đậy liên quan đến vận mệnh nhiều người. Nhưng Hoàng huynh, nếu Hoàng huynh không dám nói thì để em. Không, em đã thất vọng định mệnh thì phải mở gốc để chuộc lỗi lầm. Kính chào. Xin lỗi, tôi đang hân hạnh đón tiếp ai đây? Tôi là sứ thần của Chiêu Lãnh Chúa, chị ruột của Hoàng hậu Chiêu Trúc Lệ. Kính mừng sứ thần, Chiêu Lãnh Chúa vẫn an khương ngọc thể. Cảm ơn. Tôi đến Nghinh Tân Điện từ chiều hôm qua, hôm nay đến đây xin gặp đại thần tham vấn của đức vua. Ở đây không có tham vấn đại thần, tôi có thể thay mặt được không? Tôi cũng cần gặp hoàng tử. Xin hẹn sau khi công chúa làm tròn trách nhiệm sứ thần với em gái tôi. Tôi được diện kiến công chúa Diệp Băng Nga mà không biết. Quá là đẹp đẽ và đoan trang hơn những lời tán tụng mà tôi từng nghe. Không dám. Thưa sứ thần, năm hôm nữa phụ vương mới lên lâm triều. Nếu muốn dâng quốc thơ, xin sứ thần hãy đợi. Tôi đã biết. Thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn làm quen với công chúa. Sứ thần đối đáp thật khéo léo, cung cách rất dịu dàng duyên dáng. Thảo nào... Sao? Thảo nào anh tôi luôn nhắc nhở đến tên của sứ thần. Sao? Băng Đình thường nhắc đến tên tôi. Nhắc trong trường hợp nào? Nhắc để chê bai cười cợt, thù hằn, hay... hay là nhắc để... Nhắc để làm gì? Ai mà biết được? Nếu muốn biết, sứ thần hãy xem thơ này. Thơ của sứ thần hẹn gặp hoàng tử tại đây. Tại sao lại lọt vào tay công chúa? Xin sứ thần xem mặt sau. Anh tôi
cảm hứng đề thơ tôi vừa xem qua, giờ xin đọc lại. Tim tôi tan nát lang đài ôi, và thu sông chân giữa cội người. Đối thịt da nàng cùng cực đôi, chung nàng ngợp thở giữa tay tôi. Trời ơi, chàng định ăn tươi nuốt sống tôi à? Đâu phải vậy, mỗi người bày tỏ tình yêu một cách, hãy thấy sự nồng nàn và chân thật trong cách biểu lộ của anh tôi. Nhưng tỏ bài kiểu này nghe sợ quá à. Công chúa cũng vui tính lại thông minh, nếu công chúa giúp tôi tội nguyện thì tôi sẽ trả ơn. Trả ơn tôi bằng cách nào? Thì tôi cũng sẽ làm môi giới cho công chúa. Xin sứ thần cho biết chàng trai ấy như thế nào? Đó là một viên dũng tướng luôn luôn lập đầu công, tên là Tô Ngã Kiến Phương. Sứ thần khen tặng anh ta như vậy, sao lại nhường cho tôi? Tại vì tôi trót yêu. Yêu anh tôi à? Yêu tráng sĩ Tùng Cương hay là yêu hoàng tử Băng Đình, hoàng hậu sau này khi anh tôi kế vị phụ vương? Còn Kiến Phương, cho dù có sức dời non lấp biển, cũng vẫn là một kẻ hầu hạ dưới chân vua. Nghĩ mà thương cho thân phận những công thần như Kiến Phương. Đúng, tôi yêu những tài hoa, tôi sùng bái các anh hùng, tôi cung nghênh những chiến công hiển hách, tôi trân trọng giữ gìn của cải quý hiếm của tổ tiên. Trong đó có Kiến Phương, tôi không chối cãi. Vậy là tốt. Công chúa đưa kỹ vật làm tin, tôi mới dễ nói chuyện với Kiến Phương. Có đây. À, sao lại ném bảo vật của cha mình là phủ nhận một đứa con hoang đạt ngỗ nghịch? Sứ thần biết không, bảo vật đó mang tên Tô Ngã Kiến Phương. Quăng bỏ nó đồng nghĩa với sự chà đạp nhân tài. Được chim bỏ ná, tham mới quên cũ. Cái đáng ném là những thứ như lá thơ này. Miệng lưỡi thật độc ác, không ngờ hoa đẹp lại có gai. Cần có nhiều gai để bảo vệ cái đẹp. Hoa không gai, người ta thường gọi là hoa tường. Liễu yếu ớt nên gọi là liễu ngọ. Ngươi! Diệp Băng à, em không nên vô lễ với sứ thần. Hoàng huynh! Băng à, Băng à. À, xin lỗi, em tôi chưa từng trải việc đời, mong sứ thần lượng thứ. Đây là mối nhục, tôi phải về bấm lại với phụ vương. Khoan đã, sứ thần nên chờ xem phụ vương tôi phân xử việc này như thế nào, rồi tâu lại với chiêu lãnh chúa cũng chưa muộn mà. Nể lời hoàng tử, tôi xin chiều ý đó. Hoàng tử ơi, hoàng tử có biết tại sao tôi đến đây với nhiệm vụ sứ thần không? Nàng có là sứ thần hay không cũng chẳng quan hệ gì với tôi. Tại hoàng tử chưa biết đó thôi. Tôi là kẻ ra lệnh cho thuộc tướng hầu hạ hoàng tử chu đáo trong lúc hoàng tử bị giữ ngoài quan đạo. Và sau khi em chiêu trúc lễ về với chúa thượng, chính tôi là người truyền cho thuộc hạ đưa hoàng tử trở về đất liền đó. Công nương nói sao? Tôi muốn nói là tôi đã yêu. Chàng vào một ngày đầu xuân, ngẩn ngơ bóng hình, nhưng vì không may mắn đến sao chuyến tình nên đò đã ra đi. Tôi vừa nghe công y nương nói điều chi, nàng đang cợt trêu hay nàng đang mỉa mai? Thôi tôi van xin nàng hãy ngừng ngay những câu yêu đương dài.
chàng chớ gạt bỏ. Tiếng yêu đương chân thành của người mang cố đau. Yêu tôi, yêu tôi mà cậu nương đưa tôi đến miền quán đảo. Phải, chỉ có cách ấy thôi. Tôi mới chiếm được người tôi yêu mến, Băng Đình. Thôi, tôi không còn bình tâm để nghe thêm lời nói của nàng. Một kẻ mà tôi kinh khiếp hơn thu giữ trong rừng. Vì yêu mà nàng dài bừa lên tình em nghĩa chị. Cũng bởi vì tôi quá yêu ai, dẫu biết rằng em tôi sẽ suốt đời sầu hận. Nhưng tình yêu như men rượu mạnh, còn trái tim nồng nhiệt làm tôi rối loạn tâm can. Nàng nói rằng nàng yêu tôi nồng nhiệt, nhưng nếu tôi không bình tâm thì nơi này sẽ tràn máu lệ. Vì cuộc tương tàn mà nàng sắp bài mưu kế, thì còn ai đâu mà nói tiếng yêu đương. Vì lẽ ấy mà tôi lo sợ bồn chồn, quyết xin nhiệm vụ sứ thần đế sang đây. Thôi, tôi xin được phép kêu từ. Kìa Băng Đình, chàng quyết miệt khinh em hả? Vì nàng là người đáng khinh miệt. Băng Đình, Băng Đình. Lục Lăng, Lục Lăng. Dạ, có Lăng Lục đây. Ủa không, Lục Lăng. Hả? Có chuyện chi mà tôi xem mặt công chúa tái mét vậy? Ta nhờ ngươi một chuyện. Khỏi lo. Chuyện gì? Ngươi hãy đi Đại Giang Sơn. Hả? Đi Đại Giang Sơn à? Phải. Ngươi hãy đưa hoàng thượng về cho đúng ngày rằm, nghĩa là còn 3 hôm nữa ta sẽ tìm cách cho Băng Đình gặp Trúc Lệ. Để cho hoàng thượng trở về bắt khen à? Không, không thể được. Ngươi nhất định không chịu đi à? Đúng. Ngươi đã biết chuyện của ta thì ngươi phải chết. Không không, tôi đi. Tôi đi đây. Tốt lắm. Dạ, tôi đi. Nhưng mà đi tìm chỗ trốn công chúa. Chào công chúa độc ác. Lục Lăng, Lục Lăng. Khoan. Kìa, ngươi đã biết hết mọi chuyện. Tôi đang nện gót lên những thềm hoa yên lặng, nghe âm vang ngoại cảnh rốt vào tim. Tôi vuốt lên lá xanh đầy hạt sương đêm, xem tình cảm mấy mươi lần tái lạnh. Hãy nghiêng đầu xuống mặt hồ lóng lánh, hôn lên hoa vừa nở trước chân thềm. Người có ý nghĩ lạ kỳ, nhưng tại sao người lại cản bước chân tôi? Vì tâm tư này khát khao đất sống, cứ về đêm lại muốn thoát khỏi hình hài, để ngoan ngoãn làm kẻ tay sai, mà người sai khiến là một vị thần nữ. Tử Lan, Tử Lan, người vừa nói gì? Tôi muốn nói rằng tôi sẽ giúp nàng để ám hại Băng Đình. Người sẽ đi Đại Giang Sơn à? Tôi muốn là nô lệ. Vâng, tôi là nô lệ của nàng. Nào, hãy sai khiến tôi đi. Sai khiến tôi đi. Nhưng trước khi thi hành mãn lệnh, tôi tha thiết xin nàng hãy hứa hẹn với tôi một lời hứa mà thôi, rằng nàng sẽ yêu tôi trọn đời. Tử Lan, để cho tôi vững tâm an dạ mà hăng say lên ngựa, hoàn thành sứ mạng của nàng, giao dù gian lao hay tuôn rơi máu hoa đào. Ôi,
thật tôi không ngờ được người nắng lòng yêu mến. Bắt đầu từ bao giờ tại sao im lời lặng tiếng? Từ đêm trăng ở băng đình hồ nghe lòng mà sao xuyên, thầm nhớ hình bóng của giai nhân tha thước trong một cảnh so gương. Tôi xin cảm ơn người. Chỉ cảm ơn thôi à? Chưa. Còn gì nữa? Tôi chưa nói hết mà. Vậy người hãy giúp tôi lo rửa hận, rồi tôi sẽ yêu tôi suốt kiếp. Tự lạc. Dâm, xin từ giả tiên nương, tôi đi đây. Khoan, âm mưu của các người đã bại lộ. Kìa, Tô Ngã Kiến Phương. Hoàng Hạc Tử Lan, để mặc ta xử trí với Kiến Phương, người hãy đi Đại Giang Sơn đi. Dâng, tôi đi đây. Khoan, Kiến Phương, hãy bình tĩnh. Đây là lệnh của lãnh chúa. Lệnh của lãnh chúa? Phải, từ nay tôi là sứ thần bên cạnh hoàng đế Diệp Chấn Phong. Nghĩa là tôi phải trở về nước. Kìa, ngựa đã sẵn, quân đang chờ. Diệu Lăng Đài, lệnh này phải căng cho nàng Đình Bẩm. Đúng, đừng mong cứu được Băng Đình. Nàng hãy chờ xem. Kẻ nào cứu, kẻ ấy sẽ chết. Được, nàng hãy chờ xem. Ta cũng chờ mới đây. Rồi đây, rồi các người sẽ thấy Băng Đình Hồ nổi sóng. Sợ danh xưng hoàng hậu lắm rồi. Em căm thù kẻ đã buộc em phải làm hoàng hậu.
em Trúc Lệ, em chớ giận chị. Cơn giận dữ kia đã làm cho em rối loạn tinh thần. Chị Lan Đài, chị thương em lắm sao? Không thương em mà chị đến đây giữa đêm khuya. Chị sợ rằng trong cảnh cô đơn, nỗi khổ đau của em dễ dàng tỉnh giấc. Nhưng chị ơi, em đâu có thể quên Băng Đình dầu trong khoảnh khắc. Xin em dằn cơn đau khổ cho hồn đừng rối loạn. Mỗi khi nhắc đến Băng Đình, tới Hồ Trúc Lệ xưa. Tâu Hoàng hậu, có hoàng tử Băng Đình đến xin ý kiến hoàng hậu. Hãy mời chàng đến đây và nói rằng ta đang mong đợi. Và sự có mặt của chị nơi đây là một trở ngại. Vì quá vui mừng mà em đã quên chị đang có mặt nơi đây. Chị hãy thứ lỗi cho em hay là... Thôi, chị về để em cùng Băng Đình được tự do trò chuyện. Chào em. Chị... Hoàng hậu. Băng Đình chàng. Kẻ này xin kính chào hoàng hậu. Kìa, Băng Đình, chàng vẫn kiên quyết xa em. Tâu hoàng hậu, kẻ này đã nói rõ thái độ ở Băng Đình Hồ. Tình yêu giữa hoàng hậu và kẻ này đã dừng lại từ đêm ấy. Vậy tại sao Băng Đình lại đến đây? Để làm gì? Tôi đến đây để nhờ hoàng hậu tâu lại với phụ vương. Tôi không biết có thể giúp Băng Đình được điều gì khi chính tôi cũng không giúp được cho tôi. Không, được lòng tình yêu của hoàng thượng, hoàng hậu có thể xin cho kẻ này được phép đi xa đến một miền ái quan. Thấy được là sứ thần ngày lần ban, dù là cánh chim mì bạc gió, kẻ này cũng phải đến đi nơi. Mà núi cao trời rộng mới là ước vọng của tôi. Hay là Băng Đình muốn lánh xa phiền lụy nên vội vàng chạy trốn, bỏ mặc ai liệm xác giữa nơi này? Không, đó chính là lời thật của tôi. Bài là kẻ thích phiêu bạc hải hồ, tôi chưa muốn dừng bên quan trò ven sông. Băng Đình ơi, chàng có biết em phải đau lòng khi tâu với phụ hoàng cho Băng Đình vĩnh viễn xa em? Tại sao hoàng hậu chẳng hãnh diện giúp cho kẻ này được tròn bổn phận làm con, để chính hoàng hậu cũng xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ? Mẫu nghi thiên hạ? Hoàng tử hãy về đi, tôi sẽ dám nát trái tim để cầu xin cho hoàng tử. Hoàng tử hãy đi, đi cho trọn đạo con người. Còn mối tình kia hãy vùi nó xuống mộ sâu, cho tôi trọn bậc mẫu nghi, cho người trọn bậc tứ hoàng, cho ca phượng cung vàng xuống sàn cá vui, cho trời đẹp tươi như rèm ngọc lầu hồng, như chiếc thuyền rồng nơi Trúc Lệ hồ xưa. Hỡi ai kia đã nói lên tiếng nói chung tình, rồi cũng ai đó lạnh lùng quang. Hoàng hậu hãy bình tâm, dằn nghe bớt cơn đau buồn. Trương nghe một việc đã rồi,
số kiếp. Ông là võ tướng, ông còn biết thương ai. Ông hãy đi đi, đừng ở đó cợt trêu. Ông hãy về đi, hãy về đi. Về đi. Trời ơi, vì sự khổ đau dài dò tấm não, hoàng hậu đã thành cuồng loạn mất rồi. Hả? Lưỡi dao này nàng dành để tự sát sao? Tùng Cương, Tùng Cương đâu? Đôi chàng khi trộm thoáng nhiên sầu, đàn đã mỏi tay người nắng phim mà chàng sâu chẳng đơn thâm em. Trúc Lệ, Trúc Lệ. Hoàng hậu đang dương phải chứng bệnh não cân, cô sợ rằng trận phong ba của phụ dương sẽ làm hoàng hậu thành người điên loạn hẳn. Im, im đi, đừng nói với ta lời nào nữa. Hoàng hậu sẽ điên hay ta đã loạn mất rồi. Phụ dương, hoàng hậu, hoàng hậu, ta yêu nàng thuở tóc còn xanh, đầu điểm bạc ước mơ kia mới thành tựu. Hoàng hậu, nàng là giai nhân tuyệt thế hay nàng là ác quỷ hiện ra đây? Cấm địa quân, hãy nổi trong triệu tập quân thần. Tâu phụ vương, tâu phụ vương, xin phụ vương hãy trút hết ghen hờn vào đứa con bất hiếu, còn hoàng hậu thì im, im đi. Kìa, kẻ làm nên tội đã gục đầu xấu hổ, phải hãy cúi mặt đừng nên nhìn nhân thế cho đến khi nàng rủ xác trong lãnh cung cẩn dễ quân. Hoàng hậu là người đáng được sống yên lành nơi cung cát, chỉ có con mới là kẻ phải rủ xác vùi xương trong chốn lao tù. Đền tội với phụ vương, vì con lẻn đến hoàng cung hoàng hậu đang yên giấc nồng, thế nên kinh hoàng. Người ơi, cho nên gánh lấy tội tình, vì tha tôi chịu một mình, lỡ tay mang tội tài trời, xin hoàng hậu đừng bao bọc chở che. Hoàng hậu, có phải thế không? Sao hoàng hậu vẫn im lời? Có phải nàng thấy khó nói lại cho ta nghe hành vi bị ổi của đứa con bất hiếu? Phải, đúng như nhận xét của phụ vương, thanh đoạn đao kia là một bằng cớ hiển nhiên, hoàng hậu toàn dùng để tự sát, hầu bảo toàn trinh tiết của một vị mẫu hoàng. Trời ơi, Băng Đình, con của ta. Băng Đình, mỹ có phải là con của ta không? Tâu hoàng thượng, nàng muốn tâu về tội trạng của Băng Đình à? Nàng hãy để cho ta xử trí. Băng Đình, cha sẽ xử trí với con như thế nào đây? Tâu phụ vương. Băng Đình, ngươi có biết đây là việc gì không? Dạ muôn tâu.
độc dược. Không, đó là những viên thuốc mà đích thân cha đến Đại Giang Sơn mang về để cho con. Không, bây giờ mi là kẻ vui sướng lắm rồi, biết hành động loạn luôn kia. Bây giờ cha mới là người cần uống những viên thuốc an thần này, cho nào con cha đừng rối loạn. Hay là cha quăng nó vào bụi cát như tình cha con chia cách từ đây. Con dễ quên à. Lui, lui đi. Ta buộc mi về tội gì đây? Toan cưỡng đoạt hoàng hậu à? Trời ơi! À! Băng Đình, đi chống lại ta! Không, con chỉ mong rằng dưới tang chân kia, trước trào thần cha buộc con vào tội phản loạn. À! Phản loạn? Một tội tử hình. Một tội tử hình. Hoàng hậu, hoàng hậu, cấm địa quân, đưa tên phản loạn này đi. Đi. Còn hai canh nữa, ta sẽ cùng triều thần xét xử tên Băng Đình phản loạn. Phản loạn, một tội tử hình. Ta nghe đau thương nghẹn ngào trong hơi thở. Tại sao ta nhắm mắt xử tội con? Hồng Lạp ơi, mi đã ở đây với ta từ lúc hoàng hôn, sao không soi sang một tâm hồn đang nghẹn lối? Ngữ tử bao nhiêu cốc đã chảy vào cơ thể mà ta chưa có cách nào để giải thoát đau thương. Cha ơi, con đã yêu Trúc Lệ từ hôm nay, từ thuở trước đến ngàn sau. Ước mơ kia là giấc chiêm bao, nhưng không cầm được lòng con rung cảm. Trời! Tiếng nó nói hôm qua còn văng vẳng, mà qua ghi lời, mà vô khẩy lên, dội vào đầu ta một điệp khúc ghen hờn, để ta với nó là hai tên địch. Là tình địch ngại gì chưa tiêu diệt. Nếu tình yêu không vỉ nể cha con thì hận thù không phân biệt thân nhân. Không, không, lẽ nào ta phải giết Băng Đình như giết một tên tình địch? Tàn hơi thôi.
đã nằm sâu trong lòng đất, hay là nàng còn sống giữa hồn ta? Nàng hiện về khi tâm tư trái ngang, vàng gió giông cứ đổi thay lòng ta. Và tình thương con khiến ta quên mọi nguy nan. Một người, một ngựa vượt đỉnh đại giang sơn, để rồi phải nhìn tận mắt hành động cuồng si của một đứa con bất hiếu. Cận vệ quân truyền dẫn Băng Đình đến đây lập tức. Sương mờ văng ánh trăng, làn gió xuyên qua màn. Trúc Lệ, đêm nay lạnh lẽo thâm cùng nỗi buồn mênh mông, buồn mênh mông với bao dấn gian nơi lòng. Cha ơi, con đã yêu Trúc Lệ. Băng Đình, từ hôm nay, từ thuở trước đến ngàn sau, ước mơ kia dù là giấc chim bao, nhưng không cầm được lòng con rung cảm. Thôi, ta đã nghe đau thương nghẹn ngào trong hơi thở. Đừng dội vào đầu ta những điệp khúc khen hờn. Ngữ tử, sao mi không còn là bí thần giúp cho ta quên đau khổ? Tâu phụ dương, con xin ân hầu theo lệnh dài. Băng Đình, mi có biết bây giờ là canh mấy rồi không? Tâu phụ vương, bị giam vào ngục tối nên con không nhận được thời gian là canh năm đến giờ xử tội, hay chỉ mới đầu hôm? Mới đầu hôm mà tóc ta đã bạc gần nửa mái. Mới đầu hôm rượu cạn mấy mươi ly. Mới đầu hôm mà ta đã thay đổi thay, bao nhiêu lượt gió giông trong tình cảm. Nên cha truyền đòi đứa con bất hiếu nhìn mặt lần cuối cùng trước khi con vĩnh biệt dương trần. Không, cha sẽ cố nén đau thương mà đưa con đến tận nơi nào. Xa cung di cho khỏi rơi đầu, vì lát nữa lâm triều cha sẽ xử tội con. Nếu chỉ vì yêu thương
mà con mang tiếng phản bội quê hương, con thọ án tử hình, thì cha là yêu tinh. Xin Dương phụ chớ vì con mà trông nghe lại triều thần, thân con thác không màng. Phụ Dương đừng bận tâm, cha đã thức mấy canh dài, thương cho mẹ con nơi chốn diêm đài, nên cha không thể nào xuống lần giết con thơ. Băng Đình, con hãy tức khắc trốn đi. Con ra đi. Không, không, nếu con bỏ Phụ Vương ở lại cung di, thiên hạ sẽ bảo rằng con bất hiếu. Nhưng phản chúa, phản cha cũng là bất hiếu. Phụ Vương, giảng nẻo đường trần phải chọn một đường, thâm tình cốt dục, đạo lý vuông tròn, để cha con ta còn có ngày hoàng tử. Đâu Phụ Vương, thôi. Hãy mặc áo cẩm bào, lên yên dục ngựa, đừng quên cha già mỏi mòn nhớ thương. Phụ Vương, những khi lạnh lùng sương hạ tuyết đông, không ấm áo cũng ấm tình phụ tử. Đâu Phụ Vương, con hãy đi mau, đi đi con. Phụ Vương, đi mau đi con, trước khi tiếng trong điểm canh năm. Lại Phụ Vương, con đi. À, đã có quan, dừng lại, dừng lại. Thế rồi Băng Đình con ơi, đã đến giờ khai triều xử tội kẻ phản nghịch. Giờ lắm triều rồi. Hoàng thượng vạn vạn tuế, vạn vạn tuế. Trước mặt ba quan, quả nhân cao nhũ rằng kẻ nào vô tình hay cố ý phạm tội phản nghịch, dù là hoàng thân quốc thích cũng bị xử tội thích đáng. Vạn vạn tuế, vạn vạn tuế. Riêng trường hợp của Băng Đình, quả nhân xét kỹ, trong lúc quả nhân cải trang hiệp sĩ xâm nhập hoàng cung vào ban đêm, Băng Đình tưởng là gian tế nên mới xảy ra việc đáng tiếc. Do đó quả nhân tuyên phán hành động của Băng Đình nhằm bảo vệ hoàng tộc chứ không phải là phản nghịch. Giang giang quên. Con đội ơn sự minh xét của Phụ Vương. Tấu hoàng thượng, xin cho phép thần nói vài lời với Băng Đình. Khanh cứ nói. Hoàng tử Băng Đình, trước lòng tốt của thánh quân, tôi tưởng rằng tôi và hoàng tử cũng nên hối hận đi. Chẳng có gì làm ta hối hận, vì ta không bao giờ có ý phản lại thánh quân. Những việc phản nghịch đã tiết lộ rồi, kẻ đồng loại với chúng ta đã bị bắt. Người đang nói gì thế? Tử Lan, người đã điên à? Băng Đình, hãy im ngay. Tử Lan, người nói có một đồng lõa âm mưu phản nghịch, việc các ngươi đã bị bắt à? Tấu hoàng thượng, hắn đã bị trói ngoài cửa ngọ môn. Truyền dẫn vào. Trời, Kiên Phương, Băng Đình bạn. Sao bạn bị bắt? Vì tôi quá nóng lòng muốn gặp hoàng thượng trước canh năm. Gặp ta vào giờ đó để làm gì? Dạ, muôn tâu
để thi chúa. Kim Phương đảm nhận việc đó, phần tôi được giao trách nhiệm đến ngục thất rước Băng Đình lên ngôi, vào giờ lâm triều để hiểu vụ bá quan. Nhưng kẻ này hối hận kịp thời nên bắt Kim Phương giao nạp. Tự Lang, ta chưa hiểu ngươi muốn nói gì. Thôi, Kim Phương chỉ giả vờ với Băng Đình hoàng tử, tôi tưởng rằng chúng ta nên can đảm thú tội, thì mai ra thánh hoàng còn rộng lượng giảm khinh cho lập công chuộc tội. Tự Lang, mi âm mưu hãm hại chúng ta với mục đích gì? Mai mà tôi kịp thời thấy được, không có mục đích gì ngoài việc mưu sát thánh quân, vì chẳng ích lợi cho tôi mà phải mang tiếng là kẻ phản thần. Chỉ có hoàng tử mới cần thánh quân sớm rời khỏi ngôi cao. Tên gian thần đừng nịnh nê bở để lập công đầu, bằng cách lì gián tình cha con sao chẳng thẹn lương tâm. Hai vị ông quá yêu hoàng hậu nên chẳng còn nhớ chị tình nghĩa cha con. Nức cười cho đứa gian manh, không tìm quyền chức bằng tài năng, mà tìm kế độc hai người trung liệt. Hai kế vua kia do mi sắp đặt nơi Băng Đình hồ đêm nọ. À, Băng Đình Kiện Phương chớ chúa cãi. Tâu phụ vương. Im. Tâu hoàng thượng. Im. Có phải mi trả thù cha mi đã bị ta cách chức? Tâu phụ vương. Im. Băng Đình, chuyện xảy ra ở thâm cung và thêm một bằng chứng ở triều đình, tội phản nghịch của mi đã rõ, còn gì nữa mà biến bạch? Tâu hoàng thượng. Còn mi, vì tư thù nhỏ mọn mà mi nợ xúi dục cho con sát hại cha Kiện Phương, mi là con người hay thể xác của mi vay mượn óc tim của loài ác thú? Tâu phụ vương, nếu phụ vương quả quyết rằng con phạm tội thì cơn giận dữ của cha hãy trút hết cho con. Hay là trút xuống đầu Kiện Phương một kẻ giả tâm bị căm hờn vĩ kỷ? Không, tôi là kẻ mà tình thương tràn trề cơ thể nên không còn nơi chất chứa hờn căm nhỏ bé, mà không còn chỗ nấu nương cho mọi gian mưu độc kế. Đây tôi đến đây là mong tấu trình sự thật để cứu nghe Băng Đình. Một người bạn chí tình chí nghĩa, người con chí hiếu mà cũng là thần tử tận trung. Nức cười thế sự giàn tháo lẫn lộn, cống lớn tuổi nhiều tuổi lớn công to, tinh thần võ sĩ không cho phép tôi dừng dừng. Trước sự hy sinh cao đẹp của Băng Đình bị bôi đen bằng những bàn tay ghê tởm kinh người. Vô lý! Tình cha con là thiêng liêng nhất mà Băng Đình nó còn dám dài bừa, thì tình bạn mà mi mới nói kia chỉ là chiếc áo che đậy tấm địa đê hèn hiểm độc. Tâu hoàng thượng, nếu tình cha con là thiêng liêng nhất thì tình bạn của chúng tôi cũng thấm thiết yêu thương, dám hy sinh cho nhau từ chiến trận đến pháp trường. Tôi nói bằng mặt gan của người võ tướng, nếu bệ hạ cần thì tôi xin được chết tại nơi đây. Thôi, ta không còn bình tĩnh để nghe thêm những lời giả nhân giả nghĩa cấm dễ đâu. Dựng tên phản nghịch này đến tù xa rồi áp giải về cho chiêu lãnh chúa xử phân. Wow, phụ vương, Kiên Phương là người anh liệt trung can, tài trí vì nước đang được mọi người quy mến. Kiến Phương mất đi thì còn ai để chống ngăn quân thù? Băng Đình im. Nói chi lắm lời rồi đến mi sẽ bị bêu đầu. Trời, hoàng đế ngày nay cũng quá ra ông bảo khác thường, từ thượng cổ đến giờ có hùm dữ nào lại xé thịt con. Im! Cầm vẻ đó đi! Mau! Vĩnh biệt Băng Đình! Băng Đình! Phụ vương! Nếu vì sông mắt mỹ nhân vì ngôi vương đế thì con không một lời phản kháng, nhưng vương phụ lại nghe lời xỉa
tình vui dập tình yêu phá tan hạnh phúc khiến cảnh trai xanh xa cội thung già. Ngồi báo mà chi quy vũ để làm gì, khi mai đây cha muốn gặp con thì con không còn nữa, muốn tìm kiếm vợ hiền thì mẹ con cũng đã ra đi. Thu đến đông sang một mình cha thui thủi, hiu quạnh tháng ngày sầu khổ nhớ thương, muốn tìm lại những ngày êm ấm cũ, nhưng hạnh phúc đã ra đi không trở lại bao giờ. Vĩnh biệt phụ vương Băng Đình. Phụ vương! Không, không! Phụ vương, xin cho con được một ân huệ cuối. Nhưng không phải là đang xin sự sống. Con chỉ xin được chôn xác thân này cạnh năm mộ của mẹ con. Không! Lăng tẩm của hoàng gia không chứa chấp cốt hài của loài phán nghịch. Truyền quăng Băng Đình xuống biển sâu. Cẩn vệ, lùi đi. Phụ vương! Quang! Hoàng thượng! Hoàng thượng! Trời ơi, Băng Đình sẽ chết. Ta chiếm được gì đây sao cơn ghen tức? Một cái xác người yêu, một sự đọa đày trong tâm khảm, một sự ngỡ ngàng khi nhìn lại mặt em ta. Không, không, Băng Đình không thể chết. Kìa, chị Lăng Đài, có điều gì mà xem chị có vẻ hoảng hốt? Trúc Lệ ơi, hoàng tử Băng Đình sắp bị lãnh án tử hình. Chị vừa nói gì? Không, không, Trục Lệ, đó, em có nghe không? Tiếng chiên rung đưa tiếng một linh hồn. Đau khổ đau vô cùng, tôi đã giết người tôi yêu. Chính ta giết quan thân chàng Băng Đình. Chị hãy bình tĩnh lại. Chị Lăng Đài, hãy bình tĩnh lại. Đâu ngờ duyên tình ngang trái bởi ta tỷ niệm. Giờ đây khóc đau thương, trót gieo oan nghiệt gặp trời. Giờ này phải ôm niềm đau. Ai gieo oan nghiệt gặp trời chỉ nói rằng cho em nghe. Trúc Lệ ơi, chính chị đã cáo gian cho Băng Đình chiều tôi, để bao hối hận đau thương đổ về tim mà nghe tình yêu trăng trôi giữa cành ta. Là tự lang đi mật báo với thánh quân khi hoàng tử vào cung cấp. Và mới đây chính chị đã gây xáo trộn giữa triều đình. Mà khi tàn cuộc phong ba thì Băng Đình sao em lặng tin mà không trách mắng chị đi, hay nguyền rủa chị đi. Rồi chị giang em hãy dùng quyền lực của kẻ được hoàng thượng tin yêu, dành
tử thần cho Băng Đình trở về cõi sông, để cho gió loạn trong lòng không còn thổi lên những trận kinh hồn, cho chỉ được yên tâm. Kìa trong thiên gió thiết tha, lắng nghe tâm sự ai ru. Người đây còn người về đâu, sao trời sắp bài nghi quang. Trước đây em kinh hoàng khi nghe Băng Đình bị kết vào tử tội, nhưng giờ em muốn kẻ ấy chết đi, để chỉ chấm dứt những hành động điên cuồng. Trúc lễ chỉ lên đài, yêu là giấc mơ tươi đẹp hay là cơn ác mộng hải hùng. Thôi hãy để cho Băng Đình về cõi chết, chị em mình mới giữ tròn tình quyết nhục thiêng liêng. Em đi trúc lễ. Lên đây! Ta vừa nghe nàng gian xin hoàng hậu cứu mạng cho hoàng tử Băng Đình. Đúng như vậy. Nhưng tại sao nàng lại bảo ta hãm hại Băng Đình? Hỡi kẻ dại khờ kia. Hả? Tại sao? Tại sao ngươi lại hành động theo lệnh truyền của một kẻ đang ghen tức? Ta... Tại sao ngươi không có một khối óc thông minh để xét đoán thù hận nọ bắt nguồn từ lòng tha thiết yêu đương? À, thì ra với thân tàn phế của ta chỉ đổi lấy sự hiểu biết lầm dạ của nàng. Không, nàng cho tưởng lầm ta là kẻ chỉ biết dâng lời mà không biết truyền lệnh. Nghĩa là ta độc can đảm lập tên phế binh trên chiến trường tình ái. Chỉ là dội vàng đến Đại Giang Sơn nên ta té ngựa trên gian đồi mà thân thể ta phải ra thân tật nguyền. Ta là người vượt biển, sau khi ra khơi là mong thấy bến bờ. Ta là kẻ mà mọi tình cảm trong ngươi đều hơn kẻ khác, yêu đương cũng lắm, oán hận cũng nhiều. Nàng đã nghe chưa? Lớn lối như vậy à? Có nhớ lúc đã lại Lục Kiên Phương để xin giữ lại chiếc đầu không? Khốn nạn! Khốn nạn! Nàng phản bội ta! Phản bội ta! Phản bội! Ta cũng nhớ đã gửi chiếc đầu cho nàng giữ. Hả? Vậy cũng không dám trả. Hãy lại ta đi! Không! Lại ta đi! Không! Hãy lại ta đi! Tử Lăng, dừng tay lại! Đường đường một kiếm sĩ như mi mà lại hiếp bức một nhi nữ à? Có giỏi, hãy so cướp cùng ta! Nếu sợ, hãy lại ta đi! Thì mi mới giữ được chiếc đầu của mi! Và mới tính đến chuyện đòi chiếc đầu Lan Đại chứ! Tô Ngạ Kiên Phương, ai đã giải thoát cho mi? Diệp Băng Nga công chúa! Rồi mi đến đây để giết con người phản trách đi à? Không, ta tìm tên gian thần. Không, 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 tôi vô tội, tôi vô tội. Tôi chỉ làm theo mật kế của Lan Đài. Đừng quên Lan Đài đã biến chúng ta thành hai kẻ bại trận trong tên trương. Kiên Phương, anh chỉ nên giải cứu cho Lan Đài khi chúng ta cùng gặp nhau trong một niềm oán hận. Oán hận đàn bà. Sao lại cười? Cười vì ta đứng trên đau khổ để lấy đà xông tới, còn ngươi đội đau khổ để thân danh lúng xuống bụng ly. Đừng phạch lối, trận nẻo bích đường địch thủ là điều tối kỵ. Những kẻ cầm gươm ngươi biết không? Nhưng diệt trừ sâu bỏ là chuyện đáng làm. Nhưng mà ta vô tội, ta vô tội. Không, không, đừng giết ta. Không, không, không. À, à, à.
Người hãy hiểu cho ta. Tự Lăng, Kiến Phương. Lăng đại, nàng đã thấy chưa? Hậu quả của lòng yếu mù quáng. Đây một xác chết nơi hậu cung, một kẻ mất hồn đằng xa kia, một người sắp vùi xác xuống biển sâu. Tôi đang lạc vào nẻo đường u tối nào đây? Nàng đang bơi trong máu lệ và sẽ bị hụt chân trong máu lệ. Hãy ở đó chôn xác đồng bọn đi. Người đã chết vì đặt sai lý tưởng, hãy tự trách mình, đừng oán hận ta. Dừng lại là hơn. Dừng lại để học trong xác chết kia một bài học quý giá về phẩm hạnh mà suốt đời nàng tìm kiếm không ra. Nghe giọng nói quen quen, hình như sắp bị ném xuống biển sâu. Công chúa không biết sao? Vừa biết. Sao công chúa quá tỉnh? Những ai thấu suốt mọi lẽ thăng trầm thành bại trong trời đất đều bình tĩnh trước mọi tai biến, vì đã thấy trước và sẵn sàng ứng biến. Vậy hãy mau mau cứu chàng, tôi không thể sống nếu thiếu Băng Đình. Nàng yêu Băng Đình đến thế sao? Nếu vậy nàng có dám chết cho Băng Đình sống không? Được, tôi sẵn sàng. Nhưng bằng cách nào? Hãy mau khai thật lòng cùng phụ vương tôi, về mưu ma chưa quỷ ám hại Băng Đình và Kiên Phương dũng sĩ. Khai những hành động sâu xa của tôi à? Không, đừng hòng tôi nói ra. Thà chung việc làm trong vừa thú thật với em tôi, ôi thật ân hận vô cùng. Chôn cất tội lỗi sai lầm để lừa dối thế nhân, thì mưa gió thời gian sẽ sôi đào bùn đất truy tầm, sao chịu làm bùn chẳng chịu làm chăng. Bỏ tội lỗi đè nặng tấm thân để nhẹ nhàng nặng dân gia đò, nếu không hồi tâm chớ trách đừng hăm dọa vô ích. Ta chẳng sợ thần chết xa gì hàm như nàng. Đây là quốc thơ chiêu lãnh chúa xin lỗi phụ vương tôi và nhờ bắt nàng giải về quý quốc. Trời, tên Lục Lăng hèn
Nhát. Được lắm, thử xem ta với nàng ai sẽ thành bùng, ai đi trên đường cùng ngõ cụt. Cấm vệ quân tiếng kêu cứu được đáp lại bằng sự im lặng. Cấm vệ quân vẫn im lặng. Hãy đưa bức thơ đây cầu cứu với ta. Ta quyết giữ bức thơ này, bình tĩnh chờ nàng đưa ta về xứ sở của ánh sáng, nơi sinh ra ta. Nàng sẽ tội nguyện. Cấm vệ quân bắt lấy nó. Phụ vương. Im. Mi là một đứa con không còn biết phân biệt, vì sĩ tình mà gây hại. Cứu kiếm phường để giết tử lang. Muốn tâu phụ vương còn có tội, thả kiếm phường đang chém đầu làm gương. Nhưng hãy nghe tình lý của con. Tình nghĩa hay ái tình, đạo lý hay bại lý thương luân, lã gì đến phản phúc kiến phương. Cha tôi dùng nhưng phòng bị luôn luôn. Hãy cắm miệng lưỡi giáo gương, ta liều mình cứu mạng kiến phương là do nghĩa khí thiên lương. Không muốn chàng chết với hàm quan, đồng lõa với băng đình, thì chúa cướp ngôi còn quan ức gì nữa. Tiếc là lúc đó ta chưa biết mi là tòng phạm, nên mi mới có dịp thả tên đại ác. Kiến phương giết Tử Lang để trả thù, Tử Lang làm thất bại mưu toan phản nghịch, để cho hai nước bất hòa trở lại. Việc đó quá rõ. Cấm địa quân. Dạ. Hãy trói đứa con bất kiêu lại cho ta. Phụ vương, xin phụ vương dần cơn thịnh nộ, xem quân thơ này sẽ rõ đầu đuôi. Những việc làm mờ ám sâu xa của kẻ tà gian, một mặt hai lòng phản bội hoàng gia, tội ác không thể nào dung tha. Quốc thở này từ đâu khởi lại, mi nhận được lúc nào, ta chưa đọc bao giờ. Sao mi lại biết rõ trong thơ nói việc kinh với ta? Muốn tâu chiêu lãnh chúa gửi quốc thơ này, thần chưa kịp chân trình, công chúa dành xem thần cản không được, vậy hãy trả lại đây. Không, lại phạm thêm trọng tội xem lén quốc thơ. Quân ra mau trói nó. Phụ vương, phụ vương. Dạ, kính dân hoàng thượng. Đây, ta trả lại quốc thơ cho sứ thần. Đội ơn chúa thượng. Giam nghịch tử vào ngục chờ nghỉ tội. Đây. Phụ vương, phụ vương, xin cho con nói. Đi. Sứ thần, hãy cầm lĩnh tiễn đến binh bộ lãnh 1000 kỵ binh, vì bắt cho được chiến phương, giải về quý quốc trị tội. Tuân mạng. Khoan đã, cấm cần xem quốc thơ của chiêu lãnh chúa. Có điều chi cứ nói. Dạ, thần chờ buổi lâm triều. Tẩm miệng lễ, hãy dâng ngay bây giờ. Đã loại ra khỏi vòng họ Diệp. Không, không, con không bao giờ phản bội phụ vương. Hay đúng hơn, con đã phản bội lòng con,
phản bội mối tình đầu nơi hồ Trúc Lê. Con là kẻ biên dị ngọt yêu đương trở thành chúa chát, lặng nghe cảm giác tái tê tâm tư qua đa, âm thầm mặc áo rêu xanh. Nhìn theo xác thân nghi nhục nhà thọ hình, dưới lòng biển sâu nơi vùi chôn khối tuyệt tình, để cho Dương phủ được yên vui nơi trướng gấm màn nghề loan, nơi giấc nghi mộng vàng cha đã ấp ủ mười năm. Trống hành hình sắp nổi vì mặt trời sắp lên, đã đến giờ xử tội. Không, đến hồi trống thứ ba là lúc mặt trời nhô lên đỉnh Đại Giang Sơn. Nhưng trước cái chết của ta, vũ trụ đứng im, mặt trời chẳng bao giờ nhô lên đỉnh núi. Không gian này sẽ ngập màu u tối. Các người chơi chờ mong ánh sáng của dần dương, hãy xô ta đi, ta chẳng còn luyến tiếc cõi trần. Nhưng chúng tôi chỉ biết vâng lời hoàng thượng. Khi nào đỉnh Đại Giang Sơn dần hồng đã tỏa rạng mới xử tội phạm nhân. Đối với ta, dương trần là cõi chết, đất sông của ta ở dưới biển sâu kia. Hãy xô ta đi. Hồi trống thứ hai đã nổi, còn gì nữa mà các ngươi do dự? Nếu không, ta sẽ quyết định số phận vĩnh biệt hoàng hậu. Không, Băng Đình ơi, xin chàng hãy dừng lại, tiên tôn xưng hoàng hậu, mà hãy cho em được cùng chàng nằm chung dưới biển sâu quyệt lạnh muôn đời. Hãy nói yêu em như thuở nắng cay chưa gây khô héo nụ cười, để niềm vui hiện lên khóe mắt ta tiếp mừng giờ vĩnh biệt dương gian. Đây là phút giây đi vào cuộc sống mà em mơ ước bấy lâu nay, dù cuộc sống ấy là địa ngục ngay cõi thiên đường. Băng Đình ơi, em cũng vẫn cười vui vì chúng ta đã vẹn ánh hương nguyện. Hoàng hậu đừng nhắc lại tiên thề nguyện, vì ngày xưa tôi là Trang Sĩ Tùng Cương, còn giờ đây là Băng Đình hoàng tử. Ai còn bổn phận đáp đền, còn tôi duyên số hoàng hậu ơi. Nhưng con người đâu phải do chất hư không thành tựu, cũng có cội nguồn như cây cỏ núi sông. Nếu trí óc tôi còn đếm được nhịp tim rung, nếu lòng tôi còn dám hy sinh cho người cha đau khổ, thì tôi không thể nào bước ra ngoài giới hạn của con người. Biết rằng không ai cần kẻ yêu nhau đồng chết trọn tình, nhưng chết để gây ô nhục, thì xin hoàng hậu hãy yên lòng mà trở lại chốn hoàng cung. Kìa,
tên quân sắp nổi lên hồi trống thứ ba. Hoàng hậu hãy mau trở về đi. Khoan, tất cả hãy dừng tay. Đây có chiếu lệnh của hoàng thượng. Lệnh của phụ vương ta. Đây là lệnh chỉ vạn vạn tuế. Diệp Băng Đình con, cha rất ân hận sau khi biết được sự hy sinh lớn lao mà con dành cho cha. Chiêu Trúc Lệ, thời gian qua nàng đã phản kháng để bảo vệ cái đẹp hơn giản triệu lần. Đó là lẽ phải vĩnh hằng. Cho nên thà tấm làm một người dân bình thường hơn là làm hôn quân vô đạo, để rồi hoàng cung đẫm lệ, trăm họ oán hận. Trẫm quyết tâm mở cửa thiên đàng bằng cách sớm trao ngai vàng cho Băng Đình. Còn ta sẽ lái thuyền ra cửa biển. Kìa, thuyền đã ra cửa biển. Phụ vương, phụ vương, phụ vương. Ông đã lên thuyền vượt biển, ông ta đi về đâu? Ta về đây. Con người khốn khổ đó là ta. Lạnh chúa vạn tuế, lạnh chúa vạn tuế. Dạ, xin lãnh chúa hãy tha tội cho người dân ngu dốt. Thái dương thần nữ đã đưa người về đây để cứu giúp chúng tôi. Nay dân chài đã an cư lạc nghiệp, chúng tôi phải chuẩn bị thuyền buồm đưa ngài về triều với cung đình nhung gấp. Không, ta ở đây với biển cả để những tấm lòng thủy chung trung hậu. Ta mãi mãi sống ở đây và chết ở đây. Còn lãnh chúa Diệp Chân Phong đã chết khi thuyền ra cửa biển.